Song Seung-hoon, nam thần trái tim mùa thu và mối tình xuyên biên giới ngập drama với Lưu Diệc Phi. Song Seung-hoon sinh năm 1976 trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu tại Seoul. Anh từng theo học chuyên ngành nông nghiệp thủy hải sản của Đại học Quốc gia Hanjeong. Theo ước nguyện của bố mẹ, cơ duyên đến với nam tài tử hết sức tình cờ khi anh nhận lời mời làm mẫu cho một nhãn hiệu thời trang cao cấp năm 1995. Với chiều cao nổi bật, gương mặt nam tính nhưng cũng đầy lãng tử, Song Seung-hoon nhanh chóng là cái tên gây chú ý. Bộ phim đầu tiên anh tham gia là Cánh hoa tình yêu đóng cặp cùng Kim Hee-sun nhưng chưa thật sự ghi dấu ấn. Năm 2000, anh tham gia Trái tim mùa thu cùng Song Hye-kyo và Won Bin. Lúc đó, tên tuổi Song Seung-hoon mới thật sự lên như diều gặp gió. Vai diễn Jun-sook điển trai ấm áp đã lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu khán giả thời đó. Sau bộ phim, Song Seung-hoon vươn lên hạng ngũ sao hạng A và nhận về loạt hợp đồng quảng cáo béo bở. Hàng loạt bộ phim sau đó, nam tài tử góp mặt như Hương mùa hè, Phía đông vườn địa đàng, My Princess đều ghi được dấu ấn và giúp anh nhận về nhiều giải thưởng lớn. Ở tuổi 45, nếu như nhiều ngôi sao nổi tiếng cùng thời như Won Bin, Bae Jong-jun không còn mặn mà với diễn xuất, thì Song Seung-hoon vẫn gắn bó với màn ảnh và say mê đóng phim. The Player hay Dynamite của hoàng tử họ Song được khán giả đánh giá cao về nội dung cũng như phong độ diễn xuất của quý ông sinh năm 1976. Để nhận được cái gật đầu của Song Seung-hoon, các nhà sản xuất phim phải chi tới 100 triệu won, khoảng 1,8 tỷ đồng cho một tập phim anh tham gia. Tương đương với một bộ phim trung bình khoảng 16 tập, nam tài tử nhận về khoảng 28,8 tỷ đồng. Không chỉ được thù lao cao ngất ngưỡng ở trong nước mà cát xê cho mỗi hoạt động của Song Seung-hoon tham gia tại Trung Quốc cũng không phải là con số nhỏ. Anh nhận về 7,6 triệu nhân dân tệ, khoảng 24,7 tỷ đồng khi tham gia mảng phim ở nước bạn. Mỗi năm, số tiền anh nhận được cho các hoạt động quảng cáo cũng rơi vào khoảng 500-800 triệu won, khoảng 9,4-15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sau 25 năm phát triển sự nghiệp, Song Seung-hoon sở hữu một cơ ngơi đáng kể. Anh có một tòa nhà ở Jamwon-dong, Seoul trị giá khoảng 50 tỷ won, khoảng 942 tỷ đồng. Hiện tòa nhà này được dùng làm bệnh viện, cửa hàng mua bán quần áo và căn hộ cho thuê. Ước tính lợi nhuận hàng tháng anh thu về từ khối bất động sản này khoảng 60 triệu won, chừng 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, anh cũng sở hữu vài nhà riêng tại các khu vực đắt đỏ cũng như sở hữu một công ty giải trí riêng, chuỗi nhà hàng mang phong cách Italy tại Seoul cùng nhiều xa hơi hạng sang. Dù vậy, điều mà người hâm mộ trăn trở duy nhất ở nam tài tử là hiện tại anh vẫn chọn cuộc sống độc thân dù đã sắp xỉ U50. Chuyện tình đẹp với Lưu Diệc Phi bị nghi dàn dựng để PR tên tuổi. Sau khi bị chụp lại những hình ảnh bên nhau vào năm 2015, Lưu Diệc Phi và Song Seung-hoon đã công khai xác nhận chuyện cặp đôi đang hẹn hò. Thời điểm đó, dự án phim Tình yêu thứ ba do Lưu Diệc Phi và Song Seung-hoon đóng chính chuẩn bị ra rạp. Tin tức về việc họ phim giả tình thật đã khiến công chúng chấn động. Dù giữa họ có tồn tại nhiều khoảng cách về tuổi tác, địa lý và văn hóa, nhưng chuyện tình này lại rất được ủng hộ vì hai người quá xứng đôi. Netizen cũng cho rằng Lưu Diệc Phi thật lòng yêu Song Seung-hoon bởi anh là người đàn ông duy nhất được cô công khai hẹn hò. Ngay sau khi xác nhận hẹn hò, cặp đôi đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại show Ngày ngày tiến lên. Điều đặc biệt, Song Seung-hoon đã tỏ tình với Lưu Diệc Phi ngay khi đang ghi hình. Nam tài tử Hàn Quốc bày tỏ, anh không phải là người tham lam đâu, nhưng khi nhìn thấy em, anh đã muốn có được em. Ngay lập tức, sự kiện đã chiếm sóng mạng xã hội, được netizen khắp nơi bàn tán và hưởng ứng. Trong chuỗi ngày đi quảng bá cho bộ phim Tình yêu thứ ba, người hâm mộ thường xuyên bắt gặp những hình ảnh tình tứ của Lưu Diệc Phi và Song Seung-hoon. Họ ở bên nhau giống như nhiều cặp đôi khác. Song Seung-hoon tự hào nhắc đến bạn gái. Lưu Diệc Phi cũng đưa mẹ sang Hàn Quốc thăm người yêu khi anh về nước. Những hành động ngọt ngào và lãng mạn khiến công chúng luôn hy vọng về một ngày không xa khi Lưu Diệc Phi và Song Seung-hoon kết hôn. Chắc chắn đây sẽ là đám cưới thế kỷ của showbiz Hoa Hàn. Khoảng thời gian tháng 4 năm 2017, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước tin đồn Lưu Diệc Phi đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người, cho dù cặp đôi vẫn chưa làm đám cưới. Một số nguồn tin ở Hồng Kông đưa tin nữ diễn viên đang mang thai, gương mặt ngày càng phúng phính, vòng eo nhỏ nhắn khi xưa giờ đây ngày càng lớn hơn. Cô cũng thường xuyên chọn váy để mặc thay vì quần khi xuất hiện tại sự kiện. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đi theo hướng ngược lại với suy nghĩ của mọi người. Song Seung-hoon phải về nước làm việc, nhất là khi Trung Quốc ra lệnh cấm hàng, lại càng khiến anh khó có thể đến đây nhiều như trước nữa. Theo thời gian, Lưu Diệc Phi và Song Seung-hoon không còn tương tác với nhau nữa. Họ xa nhau vì công việc và những khoảng cách. Tháng 7 năm 2017, Lưu Diệc Phi khiến tin đồn chia tay bùng lên khi viết một tâm thư khá tâm trạng. Cho dù bạn chân thành tới nhường nào thì vẫn có người hoài nghi bạn, cho bạn là kẻ nói dối. Cho dù bạn là người đơn thuần tới nhường nào thì vẫn gặp phải những con người phức tạp, nghĩ rằng bạn thủ đoạn, có tâm cơ. Cho dù bạn là người mộng mơ thế nào thì vẫn gặp những con người của hiện thực, cho rằng bạn thích nói đùa. Và cho dù bạn có chuyên nghiệp ra sao, gặp phải người không hiểu chuyện thì coi như bạn vẫn là người rỗng tuếch. Vậy nên đừng quá quan tâm vào lời bình luận của người khác đối với bạn. Bạn chỉ cần là phiên bản tốt nhất của bạn, một cá nhân độc nhất vô nhị mà thôi.
Đến đầu năm 2018, tài tử Trái Tim Mùa Thu xác nhận anh và Lưu Dực Phi đã chia tay vì lịch trình bận rộn. Việc này từng khiến fan của cặp đôi tiếc nuối suốt một thời gian dài. Giới truyền thông đã từng đặt rất nhiều câu hỏi cho nguyên nhân khiến Lưu Dực Phi và Song Seung-hoon đường ai nấy đi, bởi bận rộn công việc vẫn luôn là lý do mà các ngôi sao Hàn Quốc áp dụng mỗi khi tuyên bố chia tay. Một giả thuyết từng được mọi người tán đồng chính là giữa Lưu Dực Phi và Song Seung-hoon tồn tại một cái mang tên hợp đồng hẹn hò đã được định sẵn cái kết. Tình yêu thứ ba là một bộ phim rất quan trọng, quyết định việc Song Seung-hoon có thể tiếp tục hoạt động ở Trung Quốc trong tương lai hay không. Trong khi đó, Lưu Dực Phi cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào phim của mình, bởi từ trước đến nay cô vẫn luôn phải mang danh thuốc độc phòng vé không mấy dễ nghe. Nếu như Lưu Dực Phi và Song Seung-hoon hẹn hò, chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận và khả năng sẽ giúp Tình Yêu Thứ Ba đạt doanh thu phòng vé cao. Đương nhiên, đối với họ thì việc hẹn hò này chẳng có ảnh hưởng gì xấu, thậm chí còn có thể mang đến nhiều lợi ích hơn. Khi cặp đôi công khai, Lưu Dực Phi, Song Seung-hoon thường xuyên show ân ái tại các sự kiện mà họ cùng tham gia. Chỉ có điều sau khi Tình Yêu Thứ Ba kết thúc, thời gian chiếu rạp với thành tích bết bát, người ta thấy cặp đôi xuyên biên giới này không còn tương tác gì nữa. Lưu Dực Phi không bao giờ nhắc đến Song Seung-hoon trong các buổi phỏng vấn, dù cho khi đó đang là khoảng thời gian họ yêu đương nồng nhiệt nhất. Những tin đồn chia tay xuất hiện, thần tiên tỷ tỷ vẫn giữ thái độ lặng thinh và chỉ có Song Seung-hoon thỉnh thoảng lên tiếng phủ nhận. Sau đó, Song Seung-hoon nên duyên với người đẹp Go Ara trong bộ phim Black và hai người thường xuyên bị chụp lại những cử chỉ quá mức thân mật. Trang mạng xã hội cá nhân của Song Seung-hoon cũng tràn ngập những bức hình chụp chung với Go Ara khiến anh vướng tin đồn ngoại tình sau lưng Lưu Dực Phi. Nhưng không ít ý kiến cho rằng vì hợp đồng giữa Lưu Dực Phi và Song Seung-hoon đã đến hồi kết nên nam diễn viên 44 tuổi này mới thoải mái có những động thái đáng nghi ngờ với Go Ara. Không lâu sau khi tin ngoại tình xuất hiện, Song Seung-hoon tuyên bố chia tay Lưu Dực Phi, còn mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp lại tiếp tục giữ thái độ dửng dưng và quyết không lên tiếng. Dù Lưu Dực Phi và Song Seung-hoon đã chia tay 3 năm, nhưng những vấn đề xung quanh cuộc tình của họ luôn khiến công chúng thắc mắc và có lẽ sẽ mãi mãi không có được câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, những người yêu mến cặp đôi này cho đến nay vẫn hy vọng họ sẽ tái hợp dù khả năng là rất nhỏ. Từ đó đến nay, Song Seung-hoon vẫn chưa hẹn hò với bất kỳ người đẹp nào nữa, dù được gia đình và bạn bè thúc giục sớm yên bề gia thất. Thế nhưng Song Seung-hoon cho biết anh hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Bạn nên sống một cuộc sống hạnh phúc với những thứ nhỏ bé, bất sự ham muốn, trân trọng những điều nhỏ bé và bạn sẽ trở thành một con người hạnh phúc. Tôi sẽ trở thành một người hạnh phúc, nam tài tử nói.